Xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng sử dụng Alpha Lipid Lifeline thì em cũng nhận được rất là nhiều các cái thắc mắc về sản phẩm đối với những người có cái trường hợp bệnh lý bệnh nền, ví dụ như là bị bệnh xương khớp này, rồi là ung thư, tim mạch hay là những cái vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường hay là đại tràng đấy, thì cái sản phẩm có chứa thành phần từ sữa non ấy nó sẽ hỗ trợ như thế nào. Thì như chúng ta cũng đã biết ý, khi mà cơ thể nó gặp phải bất cứ cái tình trạng bệnh nào thì nó cũng đều ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của chúng ta. Bởi vì lúc đó thì cái cơ thể nó bị suy yếu ý, nó cũng tạo cái cơ hội phát triển cho các cái bệnh về nhiễm trùng này, rồi là vi khuẩn hay là virus ý, nó cũng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Chính vì vậy mà lúc này người bệnh lại càng phải cần nâng cao hệ miễn dịch cũng như là sức đề kháng cho cơ thể. Như vậy thì có thể nói là tất cả chúng ta đều cần có một cơ thể khỏe mạnh cũng như là cần tăng cường sức đề kháng. Và đối với những cái trường hợp bệnh lý bệnh nền ấy thì cái nhu cầu nó lại càng cao hơn nữa, đúng không ạ? Thì lúc này cái thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe giàu sữa non Alpha Lipid Lifeline có thể nói là sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo để giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể này và hỗ trợ đắc lực trong cái quá trình điều trị bệnh.